sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it all, you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn thiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng tiền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đang bình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay
miếng trầu miếng cao. Ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khan khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cao. Tình đang duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến huyên ương. Đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay miếng trầu miếng cau, ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ha 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 ha.
Thank you.
chút thời gian thì ông bà tôi cũng bác tổng bà thì dựa tới đây chung vui hai gia đình và chúc phúc được anh chồng. Cảm ơn.
hơn. Tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm.
với tình yêu. Thứ này đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Thứ này đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau suốt đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ได้ก็ได้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 
anh và em hai trái tim vẫn luôn cùng chung nhịp đập con tim, cùng chung bước trên con đường đầy nắng ấm đua màu, cùng hát vang những khúc ca tình yêu, và hẹn ước trao nhau một món quà tình yêu, một chiếc nhẫn đinh ước dành riêng cho hai đứa mình, cùng hẹn ước hạnh phúc sẽ mãi có nhau trọn đời và yêu nhau bên nhau cho đến muôn đời sau. Này em yêu hỡi, em có biết trái tim anh yêu em nhiều lắm, ở nơi đây anh vẫn dõi theo những bước chân em mỗi ngày, dù ta có ở phương trời xa, tình ta có gặp bao phong ba, thì em hãy nhớ đến chiếc nhẫn là niềm tin trong em, vì chiếc nhẫn đó là trái tim anh rơi ấm tâm hồn em, chính là nỗi nhớ em hàng đêm khi gió đông mùa về. Anh luôn nguyện cầu cho em và anh nguyện cầu cho tình yêu, chiếc nhẫn xen kết tương lai hai chúng ta hạnh phúc trọn đời. Này em yêu hỡi, em có biết trái tim anh yêu em nhiều lắm, ở nơi đây anh vẫn dõi theo những bước chân em mỗi ngày, dù ta có ở phương trời xa, tình ta có gặp bao phong ba, thì em hãy nhớ đến chiếc nhẫn là niềm tin trong em, vì chiếc nhẫn đó là trái tim anh rơi ấm tâm hồn em, chính là nỗi nhớ em hàng đêm khi gió đông mùa về. Anh luôn nguyện cầu cho em và anh nguyện cầu cho tình yêu, chiếc nhẫn xen kết tương lai hai chúng ta hạnh phúc trọn đời. Chúng đôi
Năm qua anh vẫn đi tìm kiếm một người yêu thương đắm chìm. Chỉ cần người đó luôn luôn hiểu anh sau nắng mưa. Đến hôm nay trước mặt anh là đó là em người anh kiếm tìm. Đến bên anh, hai nắm tay nhau chặt nhé. Qua bao nhiêu sóng gió phong ba, dành hết yêu thương mình đã cho nhau mà. Ta sẽ sống dưới một mái nhà, em mai mình cưới nhà. Anh mong chờ từng phút giây này để anh được hát những bài tình ca cho người. Và ngày mai đây em sẽ là cô dâu hiền, sẽ mãi hồn nhiên. Dẫu mai này dù ta có già, tình anh vẫn thế vẫn một lòng không cách xa. Trọn đời bên nhau đến khi bạc trắng mai đầu. Thời gian trôi qua anh thêm yêu em nhiều hơn. Trước mặt anh là đó là em người anh kiếm tìm. Đến bên anh, hai nắm tay nhau chặt nhé. Qua bao nhiêu sóng gió phong ba, dành hết yêu thương mình đã cho nhau mà. Ta sẽ sống dưới một mái nhà, em mai mình cưới nhà. Chờ từng phút giây này để anh được hát những bài tình ca cho người. Và ngày mai đây em sẽ là cô dâu hiền, sẽ mãi hồn nhiên. Dẫu mai này dù ta có già, tình anh vẫn thế vẫn một lòng không cách xa. Trọn đời bên nhau đến khi bạc trắng mai đầu. Thời gian trôi qua anh thêm yêu em nhiều hơn. Ngày mai tình giờ sẽ có anh này, là người luôn yêu em đến suốt cuộc đời này. Anh mong chờ từng phút giây này để anh được hát những bài tình ca cho người. Và ngày mai đây em sẽ là cô dâu hiền, sẽ mãi hồn nhiên. Dẫu mai này dù ta có già, tình anh vẫn thế vẫn trôi qua anh thêm yêu em nhiều hơn. Mình cưới nhau nha, mình cưới nhau nha, mình cưới nhau nha. Trong chiếc
thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Xa xa trong giấc mơ anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất, và hôm nay bầu trời trong xanh xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày. cũng sẽ không xa rời.
ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Vầng trăng đó chưa lấp lánh sáng soi tình đôi ta bên nhau, tình yêu đó sẽ mãi sáng sáng hơn vầng dương nơi tinh cầu. Là tình yêu anh trao em, là tình yêu ta trao nhau, người yêu ơi. Nàng đẹp dịu dàng tựa ngàn sao trong đêm lung linh, để lòng dạng đời chợt bừng nắng mai trong nguyên về. Và tình là thế, từng ngày lặng lẽ trôi qua màu. Một ngày tình cờ mình gặp nhau những sao thân quen, và rồi tình cờ mình đã thấy nhau trong cuộc đời. Và người đã đến, và tình đã đến trong yêu thương. Vầng trăng đó chiều lấp lánh sáng soi tình đôi ta bên nhau, tình yêu đó sẽ mãi sáng sáng hơn vầng dương nơi tinh cầu. Là tình yêu anh trao em, là tình yêu ta trao nhau, người yêu ơi. Anh đã biết ánh mắt đó sáng soi tình anh trong đêm thâu, anh đã biết những ấm áp mang đến cho anh những nguyện cầu. Vừa có cho ta bên nhau, vừa có cho tay trong tay đem yêu thương, cùng đắp xây nên bao phép màu. Trong đêm tình cờ anh gặp em trên con phố, em đắm xinh như nàng tiên cho lòng anh thêm ngất ngây, cho lòng anh thêm đắm say. Yêu từ lâu nên sẽ sâu cứ lần lần, yêu từ lâu nên tình yêu sẽ đến em mong. Dịu dàng tựa ngàn sao trong đêm lung linh, để lòng dạng người chợt bừng nắng mai trong nguyên bề. Và tình là thế, từng ngày lặng lẽ trôi qua màu. Một ngày tình cờ mình gặp nhau những sao thân quen,
Và giờ tình cờ mình đã thấy nhau trong cuộc đời. Và người đã đến, và tình đã đến trong người thương. Vầng trăng đó chưa lấp lánh sáng soi tình đôi ta bên nhau. Tình yêu đó sẽ mãi sáng, sáng hơn vầng dương nơi tình cầu. Là tình yêu anh trao em, là tình yêu ta trao nhau người yêu ơi. Anh đã biết ánh mắt đó sáng soi tình anh trong đêm thâu. Anh đã biết những ấm áp mang đến cho anh những nguyện cầu. Vừa có cho ta bên nhau, vừa có cho tay trong tay đem yêu thương cùng đắp xây nên bao phép màu. Những khi lòng buồn thầm nhớ một người lặng lẽ, một người cùng anh yêu mãi thôi. Tình anh trong đêm thơ, anh đã biết những ấm áp mang đến cho anh những nguyện cầu. Vừa có cho ta bên nhau, vừa có cho tay trong tay đem yêu thương cùng đắp xây nên bao phép màu. Thank you.
thưa quý vị, cầu cho sắc gặp hòa hiệp, chọn đời loan phụng hòa minh. Đó không chỉ là những lời hát trong vũ điệu rất tuyệt vời mà tất cả chúng ta vừa xem, mà đó còn là những lời cầu chúc rất tuyệt vời mà Vũ đoàn Minh Trí đã cùng gửi đến chúc mừng cho ngày 200 năm của cô dâu Trần Thị Yến Xuân cùng với chú rể Phan Trần Thiện. Và ngay lúc này đây, cho phép Minh Quảng cùng với Mỹ Thảo và Vũ đoàn Minh Trí cùng với ekip thực hiện chương trình buổi trưa ngày hôm nay, tiệc cưới Mỹ Phượng, âm thanh ban nhạc Thanh Hoài, xin chân thành cảm ơn các khách quý, trân trọng gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng. Toàn thể quý vị khách quý, như vậy là những ngày của tháng 7 cũng đã ghé ngang qua đây, trở về cho tất cả chúng ta một mùa hạ thật yêu kiều, thật nồng đượm, có chút rực rỡ của sắc hoa, có chút nồng nàn của bạc nắng. Và kính thưa quý vị, trong những ngày tháng 7 rộn ràng như thế này thì từ phía gia đình của chúng tôi cũng có một tin vui mà cách đây vài ngày cũng đã gửi tận tay đến tất cả quý vị những cánh thiệp hồng cũng như là những lời mời rất chân thành báo tin tiệc mừng vu quy của cô dâu Trần Thị Yến Xuân sánh duyên cùng chú rể Phan Trần Thiện trong buổi trưa ngày hôm nay. Để rồi ngay giờ phút này, sự hiện diện đông đủ và đầy yêu thương của tất cả quý vị chính là những đóa hoa rạng ngời xinh đẹp nhất nơi đây. Quý vị cùng về nơi đây để tô điểm và chúc mừng cho ngày lễ vu quy của đôi duyên mới sẽ luôn được hạnh phúc trăm năm. Và thưa quý khách quý, tháng 7 năm 2020 còn đánh dấu một sự kiện vô cùng quan trọng nữa, ngày hạnh phúc trăm năm, ngày đẹp nhất mà cả Trần Thị Yến Xuân và Phan Trần Thiện đã cùng hằng ao ước. Và chính trong ngày hôm nay, sự mong ước đó đã trở thành sự thật với tất cả chúng ta. Và ngay lúc này đây, để cùng chúc mừng cho một ngày thật đẹp, thật ý nghĩa, thật quan trọng đang cùng đến với cô dâu và chú rể, xin được trân trọng kính mời quý vị quý hãy cùng với chúng tôi hướng mắt ra cổng vu quy, và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lên những tràng pháo tay thật dài và nồng nhiệt để cùng gặp gỡ và cùng chào đón tân lang và thân giai vợ. Vâng thưa quý vị, hai nhân vật chính, hai nhân vật đẹp đôi và hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đang cùng tay trong tay tiến lên sân khấu gặp gỡ tất cả chúng ta. Và xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về cô dâu và chú rể đi ạ. Dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa. Chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Có hạnh phúc nào hơn nữa khi được chồng công đưa lối, cha mẹ vui mừng, anh đi làm rể, em về làm dâu. Và có hạnh phúc nào tuyệt vời hơn nữa khi mà trên lâu đài hạnh phúc giờ này đã được tô điểm bởi hai bông hoa xinh đẹp nhất, cô dâu Trần Thị Yến Xuân, chú rể Phan Trần Thiện đã trở lại sân khấu ngày hôm nay cùng gặp gỡ tất cả quý vị. Và xin được mời quý vị sẽ cùng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để tất cả chúng ta sẽ cùng chúc mừng và chào đón cô dâu. Đang cảm thấy vừa hạnh phúc vừa vinh dự khi được chứng kiến ngày con cái mình đã thực sự trưởng thành yên bề gia thất, và cũng là ngày mà gia đình chúng tôi đang được đón tiếp gặp gỡ toàn thể khách quý. Và sau đây đến từ hai gia đình của chúng tôi xin phép được tiến lên sân khấu để cùng ra mắt và gặp gỡ khách quý trong chương trình lễ vu quy. Và thưa quý vị, đến từ gia đình họ nhà gái xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu ông Trần Quang Phong và bà Phạm Thị Út Em là song thân của cô dâu sẽ cùng tiến lên sân khấu gặp gỡ tất cả chúng ta. Xin trân trọng kính mời gia đình nhà gái của chúng tôi. Vâng thưa quý vị, những cái vẫy tay chào, những nụ cười thật tươi đến từ gia đình nhà gái của chúng tôi đang cùng vui mừng gửi đến quý vị quý. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để cùng chào đón gia đình nhà gái của chúng tôi. Giới thiệu đến từ phía họ nhà trai đến từ thành phố Biên Hòa Đồng Nai, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Quang Thọ cùng bà Trần Thị Đăng là song thân của chú rể Phan Trần Thiện, xin được trân trọng. Và thưa quý vị, từ thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, gia đình nhà trai chúng tôi đang cùng
dâu xinh đẹp trong buổi trưa ngày hôm nay, cô dâu Trần Thị Yến Xuân, cũng không ai khác hơn chính là những người đã cùng có công sinh thành dưỡng dục, và ngày hôm nay cũng đã tác hợp để cho cô dâu và chú rể được nên nghĩa vợ chồng. Xin trân trọng giới thiệu sự nghiệp của bà Phạm Thị Út Em cùng với ông Trần Quang Phong là song thân của cô dâu và vị đại diện đến từ gia đình của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, một trong những giây phút quan trọng nhất của buổi lễ vu quy, cho phép Việt Thảo cùng với Minh Quảng xin được trịnh trọng tuyên bố nghi thức lễ vu quy của cô dâu Trần Thị Yến Xuân sánh duyên cùng chú rể Phan Trần Thiện. Xin phép được Thảo, thì ngay sau đây sẽ được mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để cùng đến với những lời chia sẻ, những lời tri ân mà vị đại diện đến từ hai bên gia đình chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý vị ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa thị phụ, quý ông bà, cô dì chú bác, cậu hoàng, dì dượng và bạn bè của hai cháu, thay mặt cho hai họ, tôi được phép đại diện cho hai họ. Trước tiên, xin kính chúc toàn thể các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa toàn thể quý vị, hai cháu đã tìm hiểu đã lâu, nay đã chín muồi. Hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ vu quy cho hai cháu. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 27 tháng 5 năm Canh Tý. Gia đình chúng tôi rất vinh dự được đón mừng các quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc, không phải đường xá xa xôi Bắc Trung Nam đã tụ họp về đây chúc phúc cho hai cháu về chia vui cùng hai gia đình. Hai gia đình chúng tôi rất vinh dự và xin một lần nữa xin ghi nhớ những lòng tình cảm vô bờ bến của các quý vị. Trong lúc công việc, công to việc lớn thế này, sự tiếp đón của các quý vị chắc chắn không được hoàn hảo, cho nên xin các quý vị niệm tình tha thứ. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Mỹ Nệ đã tạo điều kiện cho hai gia đình tổ chức lễ thành vu quy cho hai cháu được tốt đẹp. Một lần nữa xin chúc sức khỏe của các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc nhà hàng là anh phát đạt. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu mà vị đại diện đến từ gia đình của chúng tôi đã cùng thay lời cho gia đình họ nhà gái, thay lời cho gia đình họ nhà trai, xin phép được trân trọng gửi đến cho quý khách quý. Và đó là những lời phát biểu rất chân thành, rất sâu sắc, những lời chúc rất tốt đẹp mà gia đình của chúng tôi vừa gửi đến. Xin kính chúc quý vị có một bữa trưa thật vui vẻ, thoải mái, một bữa tiệc thật ngon miệng cùng với gia đình của chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây để mở đầu cho nghi thức lễ vu quy, xin được mời chú rể Phan Trần Thiện sẽ nắm tay cô dâu Yến Xuân của mình. Xin mời đôi dung mới sẽ cùng nhau trở về thắp ly, sẽ cùng nhau bật nắp những chai sâm banh tình yêu hạnh phúc. I have been waiting for all you give.
Dạ, xin mời gia đình cùng tiến lên phía trước ạ. Xin mời hai gia đình cùng cộng ly với nhau. Và xin quý vị một tràng pháo tay nồng nhiệt. Chúc cho gia đình luôn luôn có được dấu hiền và rễ thảo. Kèo sơn và gắn kết. Và kính thưa quý vị, giờ phút này xin được mời quý ông bà sẽ cùng xích lại gần nhau, bắt những cái bắt tay thật chặt và cùng nhau trở lại từng bàn tiệc ngày hôm nay, cùng gặp gỡ và tiếp đón tất cả quý vị. Và xin trân trọng kính mời hai bà Xui ạ. Ngày hôm nay trong màu áo bà thật đẹp sẽ cùng tiến lên bắt tay với nhau và cùng nhau trở về bàn tiệc gặp gỡ với các quý. Xin được chúc mừng hai người mẹ vô cùng đáng kính cùng cả cô dâu và chú rể ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, xin được mời hai ông Xui ạ sẽ cùng xích lại gần nhau. Chúng ta sẽ cùng bắt những cái bắt tay thật chặt và cùng nhau trở lại từ bàn tiệc ngày hôm nay ạ. Xin được thay lời cho gia đình cảm ơn. Dạ, những cái bắt tay thật chặt đến từ gia đình của chúng tôi thể hiện cho một tình không gian rất bên chặt ạ. Dạ, xin cảm ơn gia đình rất hãy cùng các bánh chiên ngọt sẽ vui. Và kính thưa tất cả quý vị khách quý, chiếc bánh phu quy ngày hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu của Hiến Sư cùng với Phan Trần Thị sẽ luôn ngọt ngào, luôn êm ái như những gì mà chiếc bánh cưới ngày hôm nay đã mang đến cho tình yêu của hai bạn. Vâng thưa quý vị, những nụ cười thật tươi, thật đạt trở hạnh phúc của dâu và chú rể và anh Pháp thì cũng đang hướng về toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin mời quý vị tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với nghi thức uống rượu theo môi để một lần nữa gửi lời chúc mừng hạnh phúc năm năm đến cho cô dâu và chú rể. Rất mong quý vị sẽ cùng nhau rót thật đầy ly ạ. Nâng ly thật cao, hãy cùng hô vang thật to những tiếng đếm để tất cả chúng ta cùng nhau chúc mừng cho ngày lễ phú quý. Xin mời quý vị cùng đếm với chúng tôi. 1 2 3. Và đó cũng là những lời cầu chúc hạnh phúc trăm năm, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc sẽ cùng đến với cô dâu và chú rể kể từ ngày hôm nay và suốt những tháng năm dài về sau. Xin được chúc mừng, xin được trân trọng kính mời quý vị quý tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt lên sân khấu một lần nữa để cùng đón xem một vũ điệu thứ hai, một món quà tình yêu thứ hai rất tuyệt vời mà vũ đoàn Minh Trứng đến từ tiệc cưới Mỹ Phượng đã cùng chuẩn bị mang đến gửi tặng cho quý vị quý, gửi tặng cho dâu và chú rể trong ngày lễ vui. Thưa quý vị, vũ điệu Yes I Do, xin mời quý vị cùng đón xem với chúng tôi.
dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu, phải không anh?
và hứa đi em theo anh đôi ta cùng về suối mơ. Vòng hoa uyên ương anh trao đến em. Nghĩ suy chi xin em đừng từ chối anh. Theo anh mau em dấu yêu. Người yêu ơi, thôi xin em không lo âu, tình anh không phải dài lâu.
khép nếp từ biệt mẹ cha. Mời quý vị chúng ta ổn định để chuẩn bị hoàn lễ nghiêm và kính thưa ông bà cô bác chú thím cậu mợ dì dượng và anh chị em. Hôm nay là ngày 17-18 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 27-28 tháng 5 năm Canh Tý là ngày lành tháng tốt. Nam Tử Môn Trần Quang Phong và bà Phạm Thị Nữ Trang tổ chức buổi lễ du quy cho cháu Trần Thị Yến Sương, Sánh Diên Cùng, Phan Trần Thiện. Sự hiện diện có mặt của ông bà, cô bác, chú thím, cầu mợ và anh chị em là niềm vinh dự cho gia đình, cũng là chứng kiến và chúc mừng cho buổi lễ du quy và cho con dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Đề nghị chúng ta cho chào pháo tay chúc phúc của chúng ta. Làm lễ gia tiên ông bà xin trân trọng kính mời hiểu hôn Trần Quang Phong và Tiểu Nam lên đốt quan cho cô dâu may về nhà chồng chân thịnh tướng hòa, ăn đời ở kiếp sinh con nở cháu, ăn học giỏi để nói dành dỗi sau này. Xin đỡ lại. Xin mời bác
cô chú ở đây, có bác Tư, có cô Bảy, cô Tám, chú Út. Chú ơi. Cầu bộ về dưới vậy à? Từ đâu không á? Bây giờ thì cũng xin thay lời chúc bác Tư cũng không ngoài gì khác hơn là hôm nay cái ngày hạnh phúc của con biết. Bác Tư cũng xin chúc con từ đâu trăm năm hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn. Xin ý kiến bác Tư của các cô các chú là cho cháu nó đại sát, mời cô giao sát đại sát. Phần bây giờ chút xíu mình phát tay tổng hợp luôn được, còn chú bên nào còn chú rồi cũng đúng rồi. Giờ phần xin mời chỗ đại diện là bên mấy đứa này nó đông, tôi đứng kìa theo nó. Hãy lấy cho chai rượu không? Đúng rồi, vậy cho mấy anh màu sắc rất chặt chở hơn. Rồi bữa nay mới làm vậy. Một cái này nói hết sức là xuất sắc, có nghĩa là xuân phải không? Ngày mai cháu tôi hôm nay có gia đình, ngày mai sẽ về gia đình bên cháu. Ai nấu bụng gì đâu mà đắt không kén họ đắt lắm chào Quang Bình à, cái tên của nó là cái tên thường mình hay thường kêu chưa tới Nghĩa anh. Hai cái chỗ nóng mỡ con đường nha, đủ cây đủ cây.
này mới nói thèm hôn có quá, giờ hôn có cái chú anh biết sao, tại vì tính làm vậy nên cho mấy đứa nó bắt chước hôn cái luôn, hôn cái luôn chứ. Sao được thấy em gì nè, nói nghe thấy đây, cho mấy đứa bắt chước nha. Trời ngộ đảm nha. Dì Nga hả? Dì Nga hả em? Tư. Dì Nga. Chứ không phải dì Ba. Tư. Tư mà. Tư. Ủa tư tạm tạm. Rồi giờ tới dì Ba kìa chống nhau. Tới dì Ba, tới dì Ba. Dạ, hai cô. Cái này uống dữ hơn nữa, chưa đủ. Uống cái này uống không vỗ tay không? Vỗ chết. Mấy là cô. Cái cô với cậu ơi, chú bác là hết rồi phải không? Bây giờ xin ý kiến quý bác, rồi quý cô, rồi cậu mợ, dì Dượng là cho cháu lại sáng. Sáng ngày trăng này. Chị, rồi bạn bè, em cũng cô dâu, đến cái vụ là tặng quà cho. Hai con có hai. Hôm nay là ngày vui của em, quà tặng em và chúc em cho năm hạnh phúc. Con mời ba.
Thank you.
Songs we sang together, oh yeah.